Xin chào tất cả mọi người đến với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục một cái đơn 300 cây. Đó. Tiếp tục và chắc cây vô nè. Cây này rất là đẹp nha. Rồi. Như đợt trước luôn. Đợt trước có cái cách cây mỗi bịch chỉ là 10 cây. Đấy. Cây quá đẹp mọi người ơi. Đơn này ở Tiền Giang nha. Cho một chú. Đó. Ồ, cây bự ghê ha, cao ghê. Đấy. Đó, hiện tại mình có cây sưa đỏ nè, cây cẩm lai nè. Đi đủ rồi, 10 cây nè. Cẩm lai, cây giáng hương. Rồi cây gỗ chắc, rồi cây rõ nữa. Đấy. Ồ, thấy chưa, cao ghê không? Này giá cầm có mét à. Ừ. Hơn 1 mét luôn á, thấy không? Quá đẹp. Tiếp luôn. Ba cây. 4 cây. 5, 6. Đó. Để lấy cho mọi người cái gốc cây sườn rồi coi nè, như cây này nè, gốc cực kỳ bự luôn nè. Đó, bằng tay út luôn nha. Đấy. Chục cây. Dễ dàng. Không, hiện tại người thấy không, nó thưa hết trơn không? Là biết là số lượng cung cấp cho bà con cỡ nào rồi đó. Thừa hết trơn. Hơi nhiều mọi người. Hình 300 cây cũng ít chứ nhiều. Có tí á như là chuối làm bển nè. Bầu rất là chắc chắn mọi người. Và cây nó nặng tầm 1 kg ở đó. 2, 4, 5, đủ. Đủ rồi. 4, 6, 8, 10, đủ. Tận tâm. Chúng hổng xíu 10 cây á. Lá rất là đẹp nha mọi người. Đây nè. Thấy không? Đó, tươi tốt như này. Đợt mình trồng rất là ok luôn á. Mình đang có dự án trồng ở ngàn cây Sóc Trăng mọi người, thì tầm thứ 7 năm gì dưới mình trồng cây thì chuyển phía dưới rồi. Đó, đất thì cũng là xịt cỏ hết trơn rồi. Thì dưới trồng quay cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta trồng và chăm sóc bón phân. Phân thuốc thì có sẵn hết rồi. Chỉ cần gì dưới trồng thôi. Ba bịch này, bịch lên được 4. Đó. 2 cây, 3, 4 cây nè. Cây dao cho mọi người luôn đẹp nha, và chất lượng nha. Cái đẹp ghê ha, nhìn đẹp à.
tiêu tiêu luôn. Này mua 300 cây thì gửi thêm 20 cây nha mọi người. Còn thường mọi người mua tầm 20 cây thì sẽ gửi 1 cây, cứ tiếp 20 cây thì sẽ gửi 1 cây. Đó. Chín cây. Quá bự mọi người, đây nè. Dương bịch, khiêng bịch. Rồi, như thế mọi người, cho mọi người coi đóng 300 cây nè. Quá chừng nhiều luôn. Đoạn trống bịch nè. Đây. Ok. Rồi, hôm nay đơn đi đơn 300 cây nha mọi người. Đó. Quá ngon, nhà gốc quá là bự luôn. Thấy không? Rồi. Rồi video của mình tới đây xin kết thúc mọi người ơi. Thì mình sẽ quay tiếp tục một cái video nữa mọi người để đăng cho mọi người coi nha. Rồi chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Chào tạm biệt mọi người.